Ngày xưa cái mặt tôi là tròn trịa, đúng má đồng tiền. Thế là ngày xưa chú nhìn cái khuôn mặt ấy là chú thích lắm. Thì lúc ấy là chú cũng có người yêu của tập đoàn rồi đấy. Yêu rồi đấy. Thế mà cứ mon men thôi, nhưng mà yêu là yêu rồi. Vậy đó hả? Đó, cô không biết. Thế là cô vẫy vẫy vào thì cứ vào, xong rồi dần dần. Nhưng mà chắc là chú cũng có cái chuẩn bị rồi. Nên khi bắt đầu chú ngỏ lời với cô thì chú cũng nói lời chia tay với cô Kim luôn. Bố mẹ cô không ưng, nhưng mà thì cô thì cũng vẫn nưỡng nữ. Nói đúng là tình yêu của cô chú mình nói ra thì chưa đến mức độ mà là em không lấy được anh thì em cũng chết, mà anh không lấy được em thì cũng chết, vì là cô vẫn lưỡng lự đó. Thế nhưng mà vì chỉ vì một cái đêm gọi là định mệnh đấy, thì là cô quyết tâm lấy chú. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Tình Trăm Năm. Một tuần đã trôi qua rồi và ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau để cùng nhau lắng nghe những câu chuyện trải qua nhiều cái khoảng thời gian ở bên nhau. Và dĩ nhiên người bạn đồng hành với Ngọc Lan không ai khác, đó chính là MC Quyền Linh. Quyền Linh kính chào quý vị, chào Ngọc Lan thân mến. Mình Linh rất là yêu cái chương trình Tình Trăm Năm này, bởi vì đó chúng ta học hỏi rất nhiều cái giá trị yêu thương, nhẫn nhịn lẫn nhau, hy sinh cùng nhau và vượt qua tất cả những phong ba bão tố để chúng ta kéo dài cái khoảng thời gian gọi là sống bên nhau đó. Và chúng ta sẽ nghe câu chuyện tình trăm năm ngày hôm nay để xem họ làm thế nào để có thể có một cuộc tình kéo dài gần 50 năm thưa quý vị. Đó là câu chuyện tình của chú Phạm Xuân Nghiêm và cô Lê Thị Kim Chi. Xin chào cô chú ạ. Con chào cô chú. Chào Kim Liên, chào Ngọc Lan. Cô chú là đến từ đâu? Cô chú đến từ Hạ Long. Hạ Long, Quảng Ninh. Bây giờ cho quay ngược trở về nha, về tuổi thanh xuân đó. Chú có nhớ cái ngày lần đầu tiên mà chú gặp cô là năm đó chú bao nhiêu tuổi và gặp trong cái không gian thế nào? Lần đầu tiên mà chú gặp cô ấy, năm đấy là chú 24 tuổi. Chú thì ở cái khu khuôn viên kiểu tập thể của mỏ than ấy. Ở tập thể và ăn cơm tập thể. Thế thì cô thì làm kế toán của cái nhà ăn tập thể đấy. Bọn chú ngày ngày hai bữa này xuống ăn cơm. Cô làm kế toán thì cô cứ cuối ngày thì bọn chú đi ăn cơm, nhưng lại bỏ vé ra xuống thì cô lại đóng cái vé, cô lại xé cho cái gốc tiền ra. Cái phiếu ăn ở chưa luôn. Phiếu ăn đấy, để bữa sau mình lại ăn tiếp. Cứ mặc cái bộ quần áo lính về đấy. Cái trông cũng gọn ghẽ lắm. Ngày xưa cái mặt tôi là tròn trịa đúng không? Đúng má đồng tiền. Thế là ngày xưa chú nhìn cái khuôn mặt ấy là chú thích lắm. Thế là cứ mon men đóng vé thì lắm lần cứ đứng ở ngoài cửa sổ thôi. Thế là cứ nhìn theo dõi thôi. Cũng lâu, một hai tuần ấy. Thì bắt đầu cô lại thấy cứ là thấp thó cái này, cứ để ý lâu đóng vé xong lại không về. Lại cứ còn cứ lượn lờ đấy. Cô vẫy vào. Vậy là có chú ý đến chú đó. Đấy, cứ vẫy vào. Thế vào thì cô đóng vé, có cái bàn đây thì có một cái ghế thì này chú ấy, cô lại bảo ngồi đây đi. Cô cứ ngồi đi xem cô đóng vé. Có thể kéo dài 10 năm 20 phút thì mình cũng thế thôi. Sau ngày mình về thế là lần khác thì này. Ủa, nhưng mà vẫy vào làm cái gì? Bao nhiêu ông không vẫy, tại sao vẫy chú vậy cô? Cô thì là ở cái môi trường quân đội ra. Thì cô có ý thức tổ chức kỷ luật, cô là nghiêm lắm. Chú thì ở môi trường đi Đức về. Chú đi Đức năm 73, 77 chú về. Thì chú càn quấy lắm, ăn mặc là nghĩa là ghi điểm càn quấy. Khác người. Quần nó teo le ra như này, xong áo chim cò bó chẽn đấy, thì cô nhìn thì cô cũng không ưng lắm đâu, vì hai cái môi trường nó khác hẳn nhau đó. Thế nhưng mà dần dần thì cứ thấy ngày nào chú ấy đóng vé mà chú cứ bám cái cửa sổ, cô cứ nhòm vào vậy, thì nhòm mãi thì mình cũng cứ dần dần vậy thì mình bảo thích đi vào đi ngồi. Thế là vào đi ngồi, dần dần thì cũng cứ nói chuyện nhưng cũng chưa quen, vì lúc ấy là chú cũng có người yêu của tập đoàn rồi đấy. Yêu rồi đấy, thế mà cứ mon men thôi, nhưng mà yêu là yêu rồi. Vậy đó hả? Đó, cô không biết. Thế là cô vẫy vào thì cứ vào, xong rồi dần dần. Nhưng mà chắc là chú cũng có cái chuẩn bị rồi. Nên khi bắt đầu chú ngỏ lời với cô thì chú cũng nói lời chia tay với cô Kim luôn. Cái khúc này là hấp dẫn nè. Đó, sao vậy chú? Cô kia thì chú cứ đánh cái bài lèo là chú, cứ tự nhiên là chú cứ bỏ bẵng chú cứ lỉnh đi à? Thế là cái khu tập thể đào những cái hố cá nhân này để mỗi lần nếu đề phòng ấy đánh thì là đào hố cá nhân. Thế có lúc thì chú xuống chú cũng đào giúp cô, đào giúp giúp thì thấy cô kia cô lại thấy cô kia nó bỏ chạy mất, đi để cầm cái đồ để xuống nhà ăn lấy cơm về nhà ăn, thế là cò càng chạy
chạy điển. Lúc đấy chưa bỏ hẳn nên là... Đấy chưa dứt điểm nên là chạy điển. À, nên cô vào cô lấy cơm cô đi qua rồi lại chạy ra đào tiếp cái hố cá nhân ấy. Sao chú không nói thẳng với cô đó luôn là thôi anh với em gần như không có duyên nhau, mình không thích nhau thôi. Nếu mình nói thế thì có khi là cô lại cũng buồn thế này khác. Thôi mình chú cái kiểu cái lãng dần này. Nhưng mà chú có hứa hẹn gì với cô kia không? Hứa hẹn thì có yêu nhau rồi. Có về nhà thôi. Yêu lâu chưa? Yêu thì cũng Tết cũng đi xe máy nai nhau về quê ăn Tết. Cũng về rồi. Về rồi. Có nụ hôn đầu tiên gì với cô kia chưa? Hôn thì cầm tay cầm giấy thế thôi. Chắc bây giờ không dám khai rồi. Chắc là đây có là Quyền Linh với Ngọc Lan nghe nha. Cô không phải là người ghen nha. Dạ. Cái ngày mà ở nhà ra ăn hỏi cô là thì cô này tự nhiên là ngất xỉu luôn. Cô ấy ngất thì không biết cô bị bệnh gì, tự nhiên cô ngất đúng một ngày cô ăn hỏi luôn. Trong khi coi ở cô thì về trước, đợi chú về để tiến hành ăn hỏi, chả thấy chú về thì cả. Không thấy về luôn, cô sốt hết cả ruột cả gan. Thì hóa ra là cô này cô ấy tự nhiên cô ngất. Cô ngất thì là chú này đi đốt một kép để cho cô ấy ngửi, để tỉnh xong bắt đầu mới... Làm gì lấy? Đốt một kép để cho cô ngửi á, ngửi để cho tỉnh lại. Quả một kép gọi đầu á. Quả một kép đấy. Hơ lửa này. Hơ lửa. Thế em cứ dí mũi cho cô ấy, thỉnh thoảng cô ấy hát hơi đấy. Thế là cô tỉnh thì bắt đầu chú mới về với cô đấy. À. Đó. Không, hôm đấy lại như này, cái ông anh cùng phòng với chú đấy, thì là ông ấy lại đi, ông ấy bảo không được, mày phải khênh nó lên viện. Khênh cơ. Cho thế nên là anh ấy đi, anh mới mượn cái gậy mấy cái võng ấy. Thế là ông bắt rất khoát phải bóc bắt khinh. Khinh chạy bộ lên lên cái bệnh xá của mỏ đấy. Thế là vội vàng hai anh em khinh lên bệnh viện, thế là bỏ đây thì chú lại chạy vội về để lấy thực phẩm. Lấy thực phẩm để về họ đương nhà chú ở Hải Phòng ra hôm đấy để ăn hỏi. Chú đào hoa quá nhờ. Cô biết cái câu chuyện chú yêu người khác á là trước khi chú ăn hỏi hay là đến cái ngày ăn hỏi thì cô ấy mới biết? Cô chỉ biết mang máng thôi. Tức là thì trước là cô có biết mang máng rồi. Biết mang máng thôi. Bởi vì là cái thời kỳ là thời kỳ thì yêu nhau nó kín đáo. Chú cũng đi đi lại lại cứ về bên nhà cô này, cô Chi này. Thậm chí là có cái vali quần áo các thứ ấy. Là tập thể lúc bây giờ là người ta thanh niên các thứ là quần áo thỉnh thoảng đoàn thanh niên ta đi kiểm tra đấy. Thế là nhất là những cái đối tượng mấy đối tượng đi nước ngoài về ấy. Thậm chí nó định nó thu đấy. Thế là chú phải mang cái vali quần áo thì chú gửi sang bên nhà cô Chi này. Thế là chú hay đi đi lại lại đấy thì dần dần chắc là cô cũng nghe ngóng phát hiện ra. Thế là cứ lảng dần nhau thôi. Làm tan nát một trái tim rồi. Đúng. Sau cái buổi mà gọi là cô kêu chú lại ngồi đó nói chuyện đó thì đến bao lâu thì chú tỏ tình với cô? Cái thời điểm của chú tỏ tình với cô cũng phải lâu lâu ấy. Bắt đầu cứ gọi là từ năm 70, đầu năm 79. Nhưng bao lâu á? Mấy năm sau? Không, mấy tháng thôi. Mấy cô tháng? Chú quen nhau, yêu nhau và ở với nhau chỉ chưa đầy một năm. Nhưng mà nó cũng là có những cái sự cố. Chú tỏ tình sao cô nhớ không? Đầu tiên thì chú cứ mon men đấy thì mình hiểu ý. Mình hiểu ý là ông này cũng muốn là tỏ tình với mình. Thì cô thì cũng có cảm tình. Tất nhiên là đầu tiên mình cũng ưng, sau thấy chú thực ra là cái bề ngoài thôi. Còn chú cũng hiền lành. Thế ra ngoài là về nhà cô. Về nhà cô thì bố mẹ cô cũng thấy như vậy, bố mẹ cô không có ưng. Bố mẹ cô bảo là nhìn nó càn quấy, ăn mặc thì quần loe uống té, xong người râu để dài, xong tóc để ngang vai. Cái siêu chú nghịch lắm, gọi dân là hippie gì ăn chơi đấy. Cô thì quá giản dị luôn, nhưng ngược lại chú thì gọi là ăn chơi nức tiếng rồi. Bố mẹ cô không ưng, nhưng mà thì cô thì cũng vẫn lưỡng lự. Nói đúng là tình yêu của cô chú mà nói ra thì chưa đến mức độ bảo là em không lấy được anh thì em cũng chết, mà anh không lấy được em thì cũng chết, vì là cô vẫn lưỡng lự lắm. Thế nhưng mà vì chỉ vì một cái đêm gọi là định mệnh đấy thì là cô quyết tâm lấy chú. Một kẻ Ngọc Lan với Quyền Linh nghe là cô chú mới gọi là yêu nhau gọi là mới thôi. Đùng một cái là bố của chú, tức là bố chồng cô bây giờ đấy, là cụ mất đột xuất. Cụ mất đột xuất thì cái lúc cái thư từ điện thoại không có. Thế nên khi biết tin rồi thì là đến khi 49 ngày thì là chú về quê. Quê chú là ở Hải Phòng. Thì chú về quê thì chú rủ cô về. Thì chú cũng đại cái thời điểm của chú rất là buồn. Chú bảo bây giờ thì chú thì mẹ mất từ nhỏ, mà bố bây giờ mất rồi thì anh em kiến giả nhất phận, thì chẳng còn ai. Đó là người thân của mỗi có mình cô đó. Thì cô cái lòng thương cô thì cô lại có tính thương người lắm. Yêu thì chưa đến nơi nhưng mà thương rất là thương. Thế chú rủ cô về. Thì cô mà thì về quê có sao đâu, nhà người ta đông người sợ gì. Đi về. Về thì cúng 49 ngày xong thì khoảng tầm 11 giờ 12 giờ đêm thì xong. Mọi người giải tán. Giải tán thì nhà quê là ở có nhà ba gian.
Thì cái gian trong buồng thì anh chị thứ hai ngủ, thì bên ngoài thì còn một cái giường thì anh chị ra Hà Nội, anh chị ngủ. Cô nghĩ là như vậy là phải sắp xếp cho cô ngủ với các chị dâu chứ. Thế túi các ông các bà đâu vào đấy hai hết cả rồi. Thế cô bảo chết rồi. Thế là cô ra ngoài hiên cô ngồi. Cô ngồi lâu lắm. Ở quê thì đom đóm rồi rời mưa rồi nọ kia ếch ngưỡng kêu và tính cô có rát cũng rất là sợ. Thế chú thì cũng không dám nói gì, thì cũng ra ngồi cạnh cô, cũng không dám nói. Hai đứa phải ngồi đến 12 giờ 1 giờ đêm ý. Cô chú thì bảo câu là thôi đi vào đi ngủ. Thì cô hãi lắm, cô nói thật, cô sợ lắm. Thì cô nghiêm túc mà. Thế thì bây giờ làm nào? Thế bây giờ chẳng vào, vào thì cái giường của anh chị Hà Nội thì cách giường cô chú khoảng hơn mét thôi, cái nhà ngang ấy. Thì thôi thì cũng làm. Thế thì làm người gần nhau. Thì chú gần như là gọi là tỏ tình thì cô không dám kêu. Kêu thì xấu hổ, đúng chưa? Kêu xấu hổ lắm. Thế mà nếu mà để thì cô không bản, cô không đồng ý thực sự như vậy. Nhưng mà không gọi là bất khả kháng đấy. Mà trong lòng cô hứa như vậy. Ngày con gái cô đã hứa là cô mà trao cho ai cái mối tình đầu tiên mà những ngày đầu tiên là nhất khoát cô sẽ lấy người đấy. Dù người ấy thế nào cũng lấy. Xong đấy là cô nghĩ rằng cô sẽ lấy chú, kiểu gì cũng lấy. Nhưng mà sau vụ đấy thì về thì cô chú cũng đi lại có cái tình thương nó dạt dào hơn một chút. Thế nhưng mà thực lòng là để mà lấy thì đúng là người ta gọi là tình huống bất khả kháng. Bất khả kháng. Vì là hết cái tháng đấy là tự nhiên cô động phòng luôn á hả? Động phòng, coi như động phòng mà động phòng rất là đặc biệt. Động phòng bất khả kháng. Bất khả kháng. Mà chú cũng gan ghê, cách cái giường có chút xíu không? Cách công tí thôi à. Mà chú liều lắm. Cô nghĩ là hay chú bấy cô đó. Cũng chỉ một lần duy nhất thôi thì đến chu kỳ của cô là mất luôn. Mất luôn. Thì lúc bây giờ bố mới mất. Thế cô mới bảo chú là thôi phải cưới. Chú bảo không cưới đâu. Bố mới mất xong không cưới. Thế cô bảo không cưới thì bảo anh chị ở quê ra nội. Phải mang lễ ra nội. Không cưới cũng được. Thì cô đã quyết tâm vì ngày đấy con người phụ nữ người ta giữ được cái sự trong trắng lắm. Ở nhà thì không có bố mẹ thì có ông chú với lại ông anh. Ra thì ở ngoài này cô cũng sắm sửa đầy đủ hết. Thì cô làm ở bên ngành đời sống cũng có điều kiện hơn. Bố mẹ cô mua một con cá song ở trong này gọi cá mú đấy. To lắm, 3-4 cân. Thế là ăn hỏi xong rồi làm 3 món cơm, thế là xong. Ngày mai chú vác ba ly nữa tiếp tục về. Thế cô chú đi ở với nhau cái nhà ngang, nhà ngoại cô nghèo lắm. Nhà cô là 7 chị em, đông lắm. Cô là thứ hai, nghèo. Thì ở cái nhà ngang ấy, nhà ngang thì một bên là nhà bếp. Ở đấy ở ngoài đấy là bếp than. Bên này thì mượn cái giường cá nhân của ông bà ngoại cho mượn cái giường rẻ quạt ngày xưa đấy. Cô chú lấy nhau là cô có một vali, chú có một vali và mua được đúng một cái màn tuyên 70.000. Hết, không có một cái gì nữa. Giường cũ, chiếu cũ, tất cả cũ, mua được cái màn về màn ngày là cả phân phối. Nhưng mà ưu tiên cho cô, thì cô là lấy chồng mà. Cô mua được cái màn, thế là hết. Chú ơi, cái đêm đó thật sự là chú có yêu cô thật sự chưa? Hay là chỉ là tình cảm trai gái với nhau thôi? Không, yêu là cũng yêu thật sự rồi. Có quyết tâm chưa hay là đêm đó nó vô cái thế là mình phải tiến tới? Không, tình yêu nó dạt dào quá thì mình cũng không phanh được. Nhưng mà con hỏi thiệt là bữa đó là chú bẫy cô thiệt, là chú đã tính toán trước hay là vô tình thôi? Không bẫy, không bẫy đâu, mình yêu thật rồi. Yêu thật chứ không bẫy. Yêu cô luôn luôn, cô nghĩ là người bị bẫy đó. Cô chú ở đấy thì qua cái Tết đấy thì em bé bị viêm măng não, em bé bỏ. Ô trời, cái hình ảnh mà lúc em bé kiểu nó lặng, cô thì không dám bế, chú bị bế, người ta chích lấy cái tủy sống, người ta thử kiểu đau ấy, lịm. Mình bất lực trước cái sự việc xảy ra chú hả? Bất lực, cô chú bất lực đấy. Tháng 6 80 đấy là cô sinh. Cô sinh xong rồi cô vẫn ở nhờ nhà ngoại. Ở nhà ngoại đến khoảng em bé được khoảng 7-8 tháng. Thì cô chú ở đấy thì không có người trông con như đi làm. Thế cô lại có một người bà con ở bên Cẩm Phả cách nhà cô là mười mấy cây. Thì cô sang cô hỏi bà thì bà lại không có chồng, không có con. Thế bà bảo thế đi sang đây thì bà trông con thì mình đi làm. Thế là cô chú mới xin phép bố mẹ. Thế là đi sang bên ở nhờ nhà bà cô. Nhưng mà cũng rất là buồn là cô chú ở đấy thì qua cái Tết đấy thì em bé bị viêm măng não, em bé bỏ. Ô trời, em bé bỏ. Lúc đó chú sao chú? Lúc đấy thì chỉ có hai cô chú, thực ra là còn trẻ. Thế nhưng mà ông bà ngoại thì cũng ở xa xa hơn chục cây. Nội thế thì đi lại chưa đi đến kịp thời đâu.
Bố cô nghe tin thì bố cô đi bộ từ Cẩm Phả, từ Cửa Ông sang đấy thì bố cô đi bộ mười mấy cây. Bố cô vừa đi vừa khóc. Giai đoạn đó thì chú nhớ nhất là cái hình ảnh mà lúc em bé kiểu nó lặng. Cô thì không dám bế, chú biết bế. Thì nó chích, lấy cái tủy sống, thế là thử kiểu đau quá, lịnh. Không nhiều. Mình bất lực trước cái sự việc xảy ra chú hả? Bất lực, cô chú bất lực đấy. Hai vợ chồng ôm nhau khóc mà. Còn cái em bé thì được một cái chị giúp, chị mang đi hộ. Người ta bảo là cái đất đấy là đất chợ, đất rất là nghịch. Mà tuổi của cô chú là còn trẻ, còn sinh còn đẻ thì không nên ở đấy. Cô chú lại xin phép mà bà bá lại xách hai cái vali đi. Thì đi về ở một cái nhà tập thể người ta ở rồi, xong người ta tìm được nhà mới, người ta bỏ lại. Cô chú lại dọn về đấy. Thì cũng có mỗi cái giường rẻ quạt xin từ ông ngoài, cứ chuyển đi trên lại cái giường rẻ quạt. Thế thêm được về chỗ bà bác, thêm được mấy cái nồi với cái xong cái bột nữa. Về cái nhà hoang nó dọn dẹp đi, cô chú ở được khoảng 5-6 tháng thôi. Thì người ta nhìn thì người ta thấy là cô thì làm nghề ăn, cô cũng tương đối này, chú thì người đi Đức về cũng hoành tráng này. Thì người ta nghĩ mình có tiền. Thế là cô chú đi làm ca một thì nhà nó vào đi sạch. Quần áo chú mang đi Đức về đẹp lắm, bê hết. Thế cô lại hãi. Thế thì cũng may cái thời điểm thì cô cũng tích lũy được một mấy đồng rồi, thì có người giới thiệu có một nhà tía trên lưng chừng núi ấy con. Có mấy trăm đồng thôi, mấy trăm đồng ấy không phải tiền chưa đổi cơ. Thế là cô chú lại về đấy, lại vác cái giường rẻ quạt về, lại thêm được mấy cái xong nồi. Thế về đấy, cũng chưa có cái gì. Thì nhưng mà mình cảm thấy nhà của mình rồi, mình sướng lắm, coi có tất đất cắm rùi đấy. Ở đấy thì khi cô sinh em bé, tức là em thứ hai bây giờ đấy, cô sinh mùng 3 Tết năm 82, không có người trông con đi làm. Thì cô chú làm lại ở bên lúc đấy cô chú mua cái nhà đấy, cách này gần nhà ngoại. Thì đi làm là cách mười mấy cây mà đi bằng xe của công ty hỗ trợ đó. Sáng thì chú phải chuyên xin ca 2, cô chuyên ca 1. Thì ca 1 là 6 rưỡi cô dậy, cô đi làm. Thì xe là về là tầm khoảng nếu đúng ra 5 giờ xe về nhà. Thì 2 rưỡi chú này phải đi làm. Cô cứ đi bộ mười mấy cây số, vừa đi vừa chạy. Mà trên mỏ đó không phải đường này đâu, đường mỏ. Thương lắm, cô cứ vừa đi vừa chạy. Thì cũng có lúc thì nhờ được xe, có người xe đạp. Có lúc thì cái xe công nhân của mỏ thì người ta thấy thương người ta lại cho đi. Thì có hôm được cô về kịp là 2 rưỡi, thì hai cô chú là chỉ trao con với nhau là cô đi thì chú đi làm. Thì chú đi làm ca 2 thì cũng phải về nhà 12 giờ đêm. Cũng chả được ngủ đâu, ngày nuôi con chả có ăn ngủ đâu vì nó khổ mà. Thế hôm nào mà cô chẳng may mà cô không có thể về kịp thì chú lại bế cu sang hàng xóm, bà cụ xóm. Thì bà giúp hộ một lúc thì kiểu gì kiểu cô không bao giờ đi xe mà cô cứ chạy bộ về. Lắm hôm cô chạy về nhà thì xe công nhân đi đằng sau. Nhưng cô cảm tưởng là bước được bước nào về là gần con bước đấy đấy. Để cô chú lại chuyển về cái chỗ cách chỗ mỏ đấy để đi làm cho nó gần. Lúc này em bé cũng được một năm, hơn một năm rồi. Thì lại mua được một cái nhà của tập thể, nó cũng chỉ có mấy trăm đồng thôi. Thì cô chú mua cái nhà trên núi thì mấy trăm đồng. Để cô chú lại bán được những 2.000 mốt cơ. Thì là lãi rồi đấy. Thì là cảm thấy là có đồng ra đồng vào rồi. Thì lại mua cái nhà đấy có mấy trăm thôi. Thì về cái nhà đấy thì chú thì vừa đi làm, vừa đi lấy đá xanh về đốt vôi. Đốt vôi rồi tôi vôi đóng gạch. Đóng gạch xếp đấy ai mua thì bán, ai không mua cái xếp đấy thì mình có ý tưởng kiểu gì mình phải làm cái nhà. Vì cái chỗ cô ở là cái nhà tập thể của bãi thải mỏ á, nó đổ thì trước sau người ta cũng sẽ đuổi. Cô chú cũng có trí lắm. Thế là chú đóng gạch rồi thì tôi vôi rồi các thứ, cô cũng bón với chú đấy. Thế là cô chú xong từ năm 83 đấy thì đến năm 86 thì có một người giới thiệu cho cô cũng như kiểu có người phù trợ đấy. Mua miếng đất chỉ có một chỉ thôi, chỉ vàng cũng mua được miếng đất rồi. Miếng đất nó thật xấu, gọi là đất cánh buồm mà không ai ta mua. Nhưng vì thôi mình không có thì mình mua. Mình mua miếng đất thì gạch thì mình đóng được rồi. Thế còn thì ngói với lại dui mè hoành giết thì dỡ cái nhà tập thể. Thế cô về cô làm cái nhà đầu tiên năm 86 là xây hoành tráng và có hiên tây băng thượng. Mà năm 86 là có được cái nhà hiên tây băng thượng thì cũng tốt cấp 4 thôi, nhưng mà thế là cũng tốt rồi. Lúc yêu nhau thì một cái bức tranh nó rất là đẹp, rất là lãng mạn ha chú hả? Rồi sau đó khi mình lấy nhau cái mình gặp biến cố như vậy thì một bức tranh nó đen tối như đen vậy. Đen tối mà cô cứ hận, cô cứ hận giận mình ấy. Cô tự nghĩ là tại cô đó. Nếu không tại cô thì chẳng vậy. Không có cái đêm định mệnh đó thì... Đúng rồi. Nên là cô nghĩ là cái đêm là tại cô. Mình không trách người đàn ông được. Mình trách mình thôi. Nhưng mà sau này thì cô nghĩ lại thì khi mà vợ chồng có gì mà khó khăn hay có cái gì ấy thì mình cứ nghĩ lại những thời điểm đấy. Mình lại thấy thương nhau hơn. Hay những lúc mình khổ quá thì mình lại thấy thương nhau hơn. Khổ quá ta dễ bỏ nhau lắm đó, dễ cãi nhau lắm đó. Thì lúc đó hai người có cãi nhau không? Cô chú không bao giờ cãi nhau ở thời điểm đấy. Sau này mới lại hay cãi nhau. Cái thời điểm khổ nhất không bao giờ cãi nhau. Cô có một cái điểm mà con thấy rất là nể luôn.
đó là cô chưa bao giờ cô trách chú. Tất cả những cái điều khổ sở nó xảy ra trong cuộc đời của cô là cô tự trách bản thân của cô. Thông thường là người ta sẽ trách cái người đàn ông nhiều. Tại vì nếu như đêm đó mà anh không có như vậy thì tôi đã không phải khổ như thế này. Nhưng cô thì cô chỉ trách bản thân mình thôi. Chú có biết điều đó không chú? Chắc chú không biết. Cô toàn nằm quay mặt tường cô khóc. Không bao giờ chú biết được. Chú cũng biết chứ, có lẽ chú không nói không chứ. Mình cũng biết là vất vả chứ. Bởi vì cái vất vả là vất vả chung, vất vả của cả vợ cả chồng. Bao giờ chú chỉ trong giấu trong cái tâm của chú thôi. Có lúc nào mà cô chú không đủ tiền để mua gạo, không đủ tiền mua sữa cho con, không đủ tiền mua tả đủ thứ cho con không? Cái nếu mà để nói về khổ về cái vật chất thì cô khổ vừa vừa thôi. Làm đâu ăn đến đấy thì cô chú không khổ. Nhưng vì mình không có một miếng đất cắm rùi nào, mình chạy loanh quanh tìm nhà toàn những nơi như vậy, mình phải quyết tâm mình để dành. Mình làm 10 mình chỉ ăn 5 thôi. Mình không dám tiêu nữa. Cô còn không dám may quần áo chú thì cứ những cái quần áo của chú mang về chim cò đó cô mang đi thợ may cô chữa cô mặc cơ. Không dám may quần áo để dành cái tiền ấy thì mới có tiền để mua nhà. Dù là nhà nó mấy trăm đồng thôi. Tức là lấy quần áo của chú chữa đi. Lại cô mặc hả? Cô mặc chữa đi cô mặc cũng đẹp mà. Hồi nãy cô nói là sau này mới cãi nhau. Sau này thì cãi nhau thì cô chú lại không bao giờ cãi nhau về tiền bạc hay cãi nhau cái gì. Cãi nhau về những cái sinh hoạt lặt vặt thôi. Ví dụ là cô đi đâu chẳng hạn, cô hay đi du lịch. Khi đó cô về hưu từ năm 2005. Thì cô rất hay đi du lịch, cô hồi nhiều hội nhóm. Thì mỗi lần đi là cô chuẩn bị nè, rau này, cá này, thịt này, sườn này, cái gì rửa mỗi thứ một tí. Viết vào giấy ngày này ăn này, ngày này. Ba ngày cô về chú toàn ăn mì gói à? Lười, không biết nấu ăn. Thế là cãi nhau, là tức. Chứ không cãi nhau gì. Chú nấu ăn kém lắm. Coi như là cô không nấu rồi chú không ăn luôn. Đúng rồi, chính xác nói nha Ngọc Lan. Không phải kém đâu mà chú thương cô. Thương quá, yêu cho nên là chú không muốn ăn cái gì ngoài đồ ăn của cô cả. Không phải là kém. Mà nói thực ra là cô là trong cái ngành đời sống. Thì cô nấu ăn thì cái món ăn thì mọi cái nó phải khéo léo rồi. Thế nên chú nấu là không hợp. Cô chê. Thì cô chê suốt. Không hợp. Thế nên là thôi chú tên nếu thế chú không nấu nữa. Đấy là lỗi cô đấy. Chú có gửi cho cô một cái lá thư. Và bây giờ con sẽ đọc cho cô nghe nha. Kim Chi yêu thương, anh viết cho em những dòng chữ này gửi tới em để có đôi lời tâm sự của vợ chồng mình. Anh cảm ơn em đã sinh và nuôi dạy hai đứa con trưởng thành. Bất chấp trải qua khó khăn và vất vả, nhưng vợ chồng mình đã cùng nhau để vượt qua tất cả. Và đến nay, chúng mình nhìn các con khôn lớn trưởng thành, làm vợ chồng mình cũng rất vui và phấn khởi, phải không em? Kể từ khi chúng mình quen biết nhau cho đến yêu thương nhau, lúc nào anh cũng thấy hãnh diện cho mối tình tuyệt đẹp cho tới lúc chúng mình về sống chung một mái nhà. Hai bên gia đình đều khó khăn, nhưng chúng mình đã gắng vượt qua tất cả. Phải nói công này anh thấy là phần của em rất là lớn. Trong cuộc sống, đôi lúc vợ chồng to tiếng, không hiểu ý nhau, nhưng cái tâm anh luôn tốt, chỉ là anh không biểu cảm được thôi. Đó là những lời tâm sự thật lòng của anh đến với em lúc này. Và cũng nhân đây, anh cảm ơn em vì tất cả, vì những gì em đã làm cho anh và các con của chúng mình. Vợ thân yêu, anh mong em luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp để có thể cùng anh đi tiếp quãng đường còn lại em nhé. Chồng của em. Ngày xưa chú cũng hay viết thư cho cô lắm. Ngày mới ấy, chú hay viết nhật ký lắm. Nhưng mà từ lúc lấy nhau là khô lạnh, lạnh luôn. Chú thì không thể hiện bao giờ. Giờ chú nói với cô những gì đi. Những cái xúc động của chú nãy giờ đó. Nói chung anh nói với em là cái vợ chồng mình sống với nhau từng ấy năm, mấy chục năm rồi. Kể từ ban đầu hay là đến bây giờ có mình nuôi các con như thế. Nhưng mà trong tâm anh lúc nào cũng muốn tốt cho với vợ, với con. Nhưng mỗi cái là những cái lúc thể hiện hay là bằng những cái động tác nhỏ hay những cái câu nói mà nó vồn vã hay thế nọ kia là mình không em làm hiểu, được. Em hiểu rồi. Đấy. Em hiểu chứ, có mong. Hiểu mới ở với nhau được tới những năm chứ. Nên cứ đợi những lời lãng mạn của anh thì làm sao? Mới là mong em là vì như thế mà mình, vợ chồng mình luôn luôn giữ được cái mái ấm gia đình, luôn giữ được cái tình cảm, tình thương của vợ chồng mới đối với con cái. Và mình sẽ sống cho nó trọn trọn đời trọn kia. Nắm tay nhau, thật chặt đấy. Tuyệt vời. Cảm ơn cô chú về
cái câu chuyện tình trăm năm của cô chú. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem một cái video clip của gia đình. Con chào bố mẹ, chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan. Hôm nay nhân dịp bố mẹ tham gia ghi hình chương trình Tình Trăm Năm, con xin phép được gửi đến bố mẹ đôi lời là chúng con vô cùng tự hào và vui mừng. Tự hào bởi vì sau 43 năm hôn nhân, đến hôm nay bố mẹ vẫn có thể cùng nhau đồng hành trên mọi hành trình. Chúng con cảm ơn bố mẹ vì đã chăm sóc, dạy dỗ và nuôi nấng chúng con có ngày hôm nay. Tuy có lúc điều kiện gia đình chưa được tốt, nhưng mà bố mẹ đã luôn cố gắng để dành cho anh em con những điều tốt đẹp nhất mà bố mẹ có thể. Vì điều kiện cuộc sống nên là anh em con không thể sống cùng và chăm sóc bố mẹ được. Con thì đi lấy chồng xa, 2 năm thì mới có thể về ăn Tết một lần. Nhưng mà chúng con chỉ mong là bố mẹ có thật nhiều sức khỏe để có thể đi đến những nơi mà bố mẹ muốn đi và làm những điều mà khi còn trẻ bố mẹ chưa có điều kiện để có thể làm. Chúng con và các cháu yêu bố mẹ nhiều. Cảm xúc thế nào khi mà con gái nói như vậy? Cô cảm động lắm. Các con cô nói chung là cô cũng rất mừng vì sống rất là trong gian khổ. Đúng là lớn lên rất là khổ vì cô tiết kiệm lắm. Cô không bao giờ hoang phí. Con cô chỉ được ăn no, mặc ấm thôi. Không có khái niệm ăn ngon, mặc đẹp. Anh sinh năm 82, kể cả đi học đại học rồi cô vẫn mua quần áo chợ cho anh mặc bình thường. Sinh năm 82, không kêu ca. Không bao giờ gọi là muốn là phải đòi hỏi mẹ cái gì. Thế còn cái cô này là đi học ở đại học Đà Lạt là khoảng mấy tháng là cô đã đi vào những vũ đoàn, cô đi nhảy múa, cô lấy tiền, cô mới tự sinh sống. Cô cũng tự hào vì nó biết hoàn cảnh điều kiện bố mẹ, nên là các con cũng thương yêu. Một cái câu mà cô Linh thấy rất là hay, tức là cho dù nó lớn đi nó cũng không xe xua, cô toàn là mua quần áo chờ cho con mặc không. Và cô biết không, cái câu mà quần áo chờ đó nghe nó hay lắm. Thật ra là nhiều người cũng nói Quỳnh Linh xong ăn mặc gì đâu, tôi không thấy ông mặc đồ hiệu đồ gì trên. Quỳnh Linh cũng toàn là mặc đồ chợ không hả cô? Bởi vì mình thấy mình cũng đầy đủ rồi, mình cảm giác là miễn có quần áo mặc là được rồi. Thôi mình tiết kiệm cái phần đó một phần nào để có thể mình dư giả ra, để mình có thể quan tâm đến nhiều cái mảnh đời bất hạnh hơn nữa. Mà chúng ta mặc đồ chợ miễn sao là chúng ta bình an là được rồi cô chú ạ. Rồi, như vậy là chúng ta có một câu chuyện tình rất là hay. À, ngày hôm nay thì cũng có sự chứng kiến của con rể cô. À rồi, xin mời em trai nào. Đến đây xem em. Đây. Ồ, đẹp quá. Nhân hôm nay bố mẹ cũng kỷ niệm cái cuộc tình của bố mẹ cả gần 100 năm. Dạ, thì con có một bó hoa tặng bố mẹ. Dạ, chúc bố mẹ luôn luôn sức khỏe, niềm vui với đồng hành với các con trong chặng đường tiếp theo. Đẹp quá. Nhưng mà bố mẹ ở Quảng Ninh đó, rồi hai vợ chồng mình ở thành phố Hồ Chí Minh, sao không tìm cách nào đưa bố mẹ vào ở cho nó vui? Dạ thì cũng tụi em cũng có nhiều ý định lắm, nhưng mà thực sự ra bố mẹ đã ở ngoài kia cũng một thời gian dài rồi. Thế có anh trai mình đấy nhỉ? Tụi em thì cũng có nhiều kế hoạch để một năm cũng cố gắng một năm cũng về được nhiều lần, vừa kết hợp vừa công tác du lịch chơi và thăm luôn ạ. Dạ. Ngoài Bắc thì con trai không đã con trai ở đấy. Con trai ở đấy đúng hả? Rồi, thế nên là các được. Cô cứ đi lại thăm nom cả hai bên. Cứ mỗi năm đi vào vài lần là được. Chú mới vào được hơn 20 ngày thôi mình lại vào đây này. Câu chuyện tình trăm năm cũng đã đến giờ phải tạm chia tay quý vị. Nhưng trước khi chia tay thì mình nghĩ rằng là chúng ta sẽ đón nhận một cái món quà cô chú dành cho mình. Là một tình yêu gắn kết như những điều nhảy. Hãy ôm lấy nhau, hãy nhảy, hãy feeling, hãy chăm sóc để mối tình thăng hoa. Chúng ta yêu nhau suốt cả cuộc đời này. Cảm ơn quý vị và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng với chúng tôi 17:20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin mời quý vị hãy thưởng thức màn trình diễn của cô chú ạ. À.